lúc nè ban chia pi đường rào chấm nôn pi hai này ở phía kia thì vô đại ban cho rùm khăn ông ca riệp rùa pi sai chia đường này ca bài tạ ra bảo bộ quạt lời ní nhóm bạn xong bằng to tới chụp chấm mùi ở phía kia thì vô ở trong cáo ấy bạn xong chấm riệp xuống nè mình bạn ta nè mình miên ở chấm mùi ở vây hai nè mình đặc biệt mà càng cảm thấy bao nhiêu đam bay xoay rồi nè nà đấy cha nên nhóm chấm mùi nhiệt sân đời hai cá thuốc sấy bây bạc cá sấu bông phôi sạch nhiệt để bạch bạc này cho non chặt gram bột bột chẳng bạn bà ta crom crua sa là bao nhiêu mình là bên nước miền sa mạc chợ của màn đấy hai miền chúng mua ở bảy cả đấy cha crom crua sa nhóm miền sa mạc chợ đập nè nhưng sau mình về bị khang đàng dùng sang cắt việc bay chúng non bà cha pi nhóm đang ở đây mà đòi là hồ đòi học tập muốn dương luôn đâu nè lương lư bạn thông nhận mình dùng rùa là rõm tam thò mặt đá hay riêng rộp nơi rừng rào để bàn cát lắng nếu không chẳng nằm một phần bố học dùm buồn á các bị thầm lạc mình đạch sẽ nụ tớ phá những cái thơ đập này chà hay mà lại khi nhóm có mình khá lạc đó bạc bọt ở con có nằm con nó rút mặt nâu để ở phương bình này chẳng nằm phần bố chất sập ta hai cái nông dân anh mình qua nắp anh em việc chăm cho bà của nhân viên nó không bị cho cái nông nhiều dụng mà tập phải dùng bảy bốn trăm bây giờ mà nó sang tiền sang ôm rồi mà đông pum đang ấy hai bắt đầu mắc cái dụng mà thuộc tiền mỗi này pleasure mà quan cao của mỗi gia đình một hàng ba hàng tuôn sản sản thông một nông trang nhân trang cho bà hai cái nông trang một ba mỗi phải chỉ tung chặt mỗi chặt pi ba nhân có rủi khuôn mà mình phép sọc đông rồi mà đi mình du bộ mà này có cao miền đỏ tiền hai dương có bảy bong ôn bong bôi những tờ áo miên đọc nè tập đọc nè tập mai tập ông cha bong pa nhóm chung mua nghiệp giật cồn mặc nhóm chung mua chôn lại hèn hai bong say tìm mua chung mua nghiệp lừa huôn bàn tay quạt miên phải đầy dây phải quạt chung mua nơi hiếm quạt bàn tay quạt bảy anh ở khung đường của xa dương tới quạt bảy tận nơi xin nghiệp tăng bị chặt pi quạt ca hơi cha hai bong say tìm pi chung mua nghiệp lừa hèn hào hèn hai bong pro tìm bảy chung mua nghiệp sản vật hào bầu hai bong pro tìm bốn chung mua nghiệp về đạo vật hai vị chấm lại nên khi chúng ta chung nhịp dần đi hai sợi hai ôn pro mất tiết chung nhịp là thì vượt hai pro ôn pro tìm pro chung nhịp rạch na vượt hai rạch na được cả hai là chai pro với chai mòn hai ôn pro nó cứ chung nhịp sạc quân bận thân áo vượt hai bol hai năng biến không mui không mui để con chơi hay để quạt ở chỗ hoa để quạt tụng này nó chung nấu chan thật thi hai sầm để polo dùng bàn bạch bạc liền mà dùng bàn kia nóm thì dùng rút mơ đá về ngày nâng ngày tì đập một bờ khai mệt xa miền ông rực có bu nhưng vì ở trăm chợ ba thì quả mà bạp hai ba nhóm ở tranh tờ hai ba nhóm lại thơ ca sách còn đăng thạ mặn là hụt lý cái hai chế lý hai tranh có ngọp mình tranh có ngọp nâng nâng anh tới cho bàn tay xong phía nhà mai tập phao bộ sân ở đây chúng mới khi em bị đông phổ bát bài trẻ ai sẽ lập tặng ở khăn đi hai có quạt ở dây khi em nâng ở từ bu mà đăng ông mà đăng quạt nâng nơi này mà trăm mấy bối dân chẳng cắt phiệp chú chọn với phiệp cả trong trăm bấy dân sang ở lúc ở hai chả đó là bê chân tớ ba con nôm trung cửa xa nhắm chả chanh bì phân bình mà bà tọa bì phía nhai dây hình tờ bàn chân bê ní cứ nẹ mình bàn cơ ca riêng rõ bì ba ấm nơi bê đài nẹ mình nơi rô nơi chụp chung kia nè lái hay có bàn chấp làm chiên đó cả bài bạc cái này cả nó cứ pe đài chiên cho đó là bỏ lại cứ sao bỏ cứ mà bỏ nó muốn rồi chấp sập làm năng mấy đấy mình chả bạn nó khi mà bỏ một đấy chấp sập làm chứ pe năng này mình tới kê chấm liền chấm môi nó bây giờ chuẩn tu từ chả hay mà quạt tha tới ba quạt đang tham bài cho sấy tranh tê mà luôn đi cái hai chấm liền bài cho ấy tê giờ ta sẽ biết ai ta câu tập ban hơi bạn tranh pe đài chấm liền chấm liền chụp chôm này mình chấm môi nó ở bụng mà đá thì có pe chấm liền ចាំចាំមានរីរត់ចាដល់ពេលយើងមកមកជីគ្រួសារទេហើយប៉ាក៏យកឡានហើយបងខ្ញុំក៏មានម៉ូតូក៏អូសសម្ភារៈនឹងមកសំសិតតែសម្ភារៈហូបទេប៉ុន្តែម៉ាក់ខ្ញុំក៏ស្ដាយស្នោះនៅរបស់របរគ្រឿងមានប្រាក់ក៏នឹងក៏ដេជីតីស្ពីមកតាមចាអឺយើងខាងនោះវាឋានៈសំគូសំគូដែរអញ្ចឹងដល់ពេលហើយក៏មកដល់ភូមិមួយភូមិជីលាស់ឃុំត្វាងព្រៃបងខ្ញុំដឹងថាស្រុកឯខេតអីទៅខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ក៏គេដើរសួរថាតើមានអ្នកណ
hay mà đai giống có sai có sạ chết tới sọc hay pa cả thằng cũng tới ấy mà luôn tới tới sọc ngọt tụi ông hay phụ ấy kệ đồng phụ quan ở đây giang na có nhâm thọc chết ở tới làm sọc tụi ông này đây đồng bay ban chụp chung bằng phụ ôn vận tải phụ ác chết khăm ai nó mình dương dương mà sọc thì việc đặt lan bay dương dương mà chặt cho nó khai từ sẵn nè dương mà đó việc mình ở dương cho thằng mà na việc lực chặt lại dương đi sạt thiệt chứ nè hai co cái nó nhà mình ai chăm ban thân nhà mình phải chỉ miền dụng màn chăn nam bệnh đập chăn nam bệnh đập chăn nam dạ đó là p hai tới có do vô một đạp phun bôi phun bôi sụt tua giờ nói chung nẻo ăn ban chui kê có chập làm miền mày cọp mày kê speak cái phượng ở đây kê mà thả ở bộ nặng pây bộ chặt cái quạt cho mãi đâu mới khi nẹp ban đi hay có kê do băng say nhầm nắng hay là băng pro nhầm bay nặng nó chanh tập bạt từ có giờ tập bạn lo mắc có giờ pa nhâm tới bên cái thai giờ tập đâm đai cũng được đâm mình nào có giờ đâm đai hay cái lo mà tiếp có giờ mạ nhâm tới tiền hay trong cái ấy cái giờ bộ nhâm buồn nè ông phụ này chẳng thiệt bà lúc này nhẹp sân rí trở bàn bộ tổ chùm liếc cứ từ rù nâu ạc hai tổ sạc và thay chia cần lái đã quạt bàn bạch bạc bị cầm cửa xa rồi bỏ quạt rồi hốt ở sắp thế này. Nhưng khi nhóm chung bố nhịp xôn tà rì sắp thằng ấy thua cho cửa bà riêng nơi xa là bà thông xa bà luôn thả nạ chơi nơi dưới ca rộng. Nhóm cát nó phúm nẹ lương lơ trai hàng cát không bạch xa xa bìm rõ khai bề vệnh bà nên khi nhóm chung bố nhịp xa côn mà đai nên khi nhóm chung bố chân lại hình từng giây bị chân nam tăng phí dương chân nhóm đang ở đây mà là hốt mà đó tông chân nam một quan bộ mùa rơi chất sắp rọt bà luôn nó thua lá nó khi nhóm rút nó ở phụ nẹ lương lơ trai hàng cát bà nhóm thua ca được ở được xuống nó có ba chiệt mà đây nhóm mê tia hay dương mê sử mái chức rút nó giang sọc đông rùm nì và tọa mà tiết khi nông chân nam một quan muốn rơi học sập muốn được cả tông chất sắp ní chạp bà bạch tớ còn mà đây khi nhóm con nam con trai chỉ liên mà rút nó nằm con nông phình hay tông chất phí bà có rồi khuôn máu có ban cho thừa ca vĩnh hay rồi nơi thị trường nông pinh nơi hàng thuốc sản xuất thông mốc lâu cho cho một quan cao của muối trả lệnh rồi hai sản phẩm hay chỉ vật bằng ô dương qua pi để đi prap prap này bây giờ mà các bạn chụp chung nhiều mà xa làng vĩnh hay có chụp đam con trai các bạn cho liên sâu hay dùng bọc bảo bảo chăm chỉ vật thầm ra sản phẩm anh vừa được biết thả con tờ liên ba mặt thừa ca đạt p hai chân tới đam mai những chụp chung nhiều chỉ vật dùng cái sọc này cha không chỉ nói năng ទី17មេសាឆ្នាំ1975គឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់ប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់គេថាពួកក្រុមពេញគេយើងឡើងឡានមកគេយកឡានគេយកមកបែនចាក់ចោលក្នុងភូមិពោះសទួយើងក្រុងប្រាសាទខេត្តប្រាសាទទាំងនេះចាដល់ទៅឲ្យមានគណៈសាកកគេនោះចាប់បំបែកហោះលោកប៉ាខ្ញុំនេះគាត់ឲ្យទៅនៅខាងជើងដំដែកហើយបបទៀតម្ដាយខ្ញុំគេឲ្យទៅខាងមនុស្សចាស់ជារីធ្វើស្រែធ្វើចំការបងខ្ញុំនោះគេបំបាយទៅកង់ចល័តហើយចំណែកទីខ្ញុំឲ្យបង3នាក់បានរស់នៅក្នុងភូមិវត្តលោកនៅសហគមន៍វត្តលោកជាកុមារប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងយើងជួបជុំគ្នាជាមួយបងប្អូន3 4នាក់នេះអំឡុងបានបាត់បានមួយឆ្នាំផងគេយល់ថាយើងរបៀបថាបងប្អូននិយមមកគេចាប់បំបាយនេះខ្ញុំឲ្យទៅនៅឯកុមារមកកន្លែងទីគេហៅថាកុមារច្បារនៅភូមិ10បាទខាងលើនោះចាហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បាត់ដំណឹងបងប្អូនសុនឆឹងមិនដឹងថាស្លាប់ឬរស់យ៉ាងណាទេថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំទៅលើកដីនៅភូមិវត្តវៀលខ្ញុំឃើញបងប្រុសទី4ខ្ញុំរាវីហ្នឹងគាត់ទៅបើកភ្នែកគោឡងលលួយហើមឡងពោហើយខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំហាលហើយរដូវខែស្វាយទុំប្រហែលជាខែ5ខែ6នេះប្រហែលជារដូវអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំលើកដីហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសុខចិត្តដាច់ចិត្តណាដាច់ចិត្តយករបបខ្ញុំមកពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ហូបទេរបបបងវិញសុំដូចសូស្វាយមួយខ្ញុំជួបបងខ្ញុំតែមកផ្លែតគាត់ម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះវីហ្នឹងជួបតែម្ដងគាត់ក៏ថាបងគេឲ្យទៅធ្វើកងចល័តហើយជួបបងបងពេញផ្សេងទៀតបានជួបគាត់ថាអត់ទេចង់ក្រោយបំផុតនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជួបគាត់បានតែម្នាក់នឹងគាត់ទៅកងព្រះសាទាំងអស់ជួបតែម្ដងនឹងមួយគាត់គាត់បានថាសារជឿសួរគេថាគាត់ស្លាប់អស់ហើយប្រហែលជាស្លាប់អស់ហើយគាត់ណាសួរតែនឹងគេអ្នកស្គាល់សួរថាឈ្មោះម្ដាយខ្ញុំគាត់នៅពួកឯងផ្លាស់ទៅនៅអីតែគេផ្ដាមមិនហើយគាត់ថាម៉ាក់ប៉ាម៉ាអីនឹងស្លាប់អស់ហើយជាគាត់ដឹងតែនឹងឯងគាត់ដឹងឃើញពិតគាត់ដឹងហ្មងហើយប្អូននឹងទៀតគាត់សួរថាអត់មានណាដឹងថាស្លាប់ទៅណាដឹងអត់ដឹងគាត់ដឹងថាម្ដាយខ្ញុំស្លាប់នៅវត្តវាលឪពុកខ្ញុំក៏ស្លាប់នៅវត្តវាលហើយគេយកទៅពេទ្យឯវត្តវាលហ្នឹង
hay cho phụ ông phụ ông hay bong bong cứ bắt thằng thằng ăn hay bị xe bự phụ ông nhưng mà sân trường nó có ăn qua một đây mà bên nó tôi về lục sĩ xuân rì ban hai cho lòng cắt nơi cà rô nơi mùi đó mà hà sàn bị bạc tay mà nẹ ánh nơi khăn cúc ở trên chèm nì lục sĩ từ tại bắt bóng chi vật ní từ hào đó là bây giờ thưa cao với thôn khó hay dân là đại thập hạt nè thập hợp hiệp ai chỉ vượt nạn thì con với con đại bà đang là bây giờ tây dân thật luôn chư mình tên là việc được đào làm việc bài tình mà mình có đang ta môi ở dân đâu trong khi do dân nhọt tạm mà chưa cho chẳng nhá hai bài chỉ khi em đặt chẳng hai được có sắp đặt đăng này bạn nào còn đăng thà đào bê hai ban chợ mình nè chợ lo hay kru để cho một mưa nữa còn chợ lo còn chui chia ba dân còn mưa thái dân thà sở mạng mệnh này thì ai nâng kì dựa tập gặp hai kì dựa tập gặp cho nó bàn tay chạy đàn ấy được biết được mình thằng hàm đọc bên khóa khóa có bù tới toàn cơ ai xong kê nâng dô mọ đại cho nâng kiên trang nó hay quạt phía dìm ai rô thăm khmai khiếm cơ rô riêng mình chỉ vượt mà xa lăng mình mà bàn tay à râm ca trang trăm đây được biết đào khám phê được việc phê nhá tăng phía nó mau vượt khu khá ba dương ca trang trăm chứ vì mình lọ đi muốn này vì đến đi phê tràn anh ấy thật sạp hay đôi lăng mình xa tiếp xa còn bọn mình ẩm bơ là o là bao nhiêu người nơi quân cả đang quân ở bụng lại bên này là o pi nè đang chui xuống khu như này. Thôi mà đa tất chật mà nụ đôi khi này, bạn là khi em bệnh dây luôn á, nơi là con cái thưa bạn mình bất bạn là không chật đôi gì mình thấy chi chập mà này hạ bệ đôi thái dương là sẽ không thà, nơi miền bằng phố á, để mà về tiền địa khả năng cứ chanh bị chân buồn thì đại dương để thẹn con đường gặp ria để bạn hai bị chọn chúng bôi dương bị chia ra nó chỉ vật con gặp ria tin là bị bên nãy đại dương khai sạp bằng phật nếu cái nông phật bỏ bay phải từ bắt đã thưa ca hát nơi ắt khiên miền si bàn tay đại dương mình phim miền phim ai cao đôi miền phim cả đào thai dương nơi miền bằng miền phồn chỉ cổ đau ngày nào bây giờ chụp chung nữa phần tại đó là tập hợp trong cái đó là về cái bệnh cái bài bột bệnh cái miền sạch chìm hay trắng dương ạt lình hay rong tục về thế này mà vậy này cứ thuận dương cho nó ăn bỏ tiền hiệp ai cao hiệp về thế này hay hiệp chỉ bất côn cái bia để luôn lại chúng mui kê đó bia các miền bị chặn thằng lại về thế này hóa hạt bệnh về thế này hóa bệnh ta không muốn nhầm sang tại vậy mà dương trời rạnh nằm bị chọc vì dương năng từ phố sát ta không ai xem ăn bán là chương đập cả lô hay mền ăn miếng nẹt tam ấy nè miếng nẹt tam tiệt khai tây dương do nằm bị chọc cái nó hô cái khai tây dương nó cặp lôi miếng nẹt tam tiệt hay thằng ai làm một bên đọt tu hay bọc bài nằm bị chọc sầm lấp rồi giờ từ lụa pê là nghe tiền hay pê na là kê ai cao phật pê na để khen cái miếng chuyện chung bom phôn kê sờ bài hay dương cô ai cao mà lại anh cứ bạn và bạn đang tha miền với cha đang thay mà của bạn dương với bạn thì bọt này lục sĩ nghiệp sơn tri ban riệp ape pipi chư mùi lục lũng sầm rệt khăn ông chân nằm mùi bom bờ rời bát sập rầm nâng miền bót chầm nôn bầy nẹt lục sĩ ban bần tổ rồi nới lưu tật đầy khai bồ sát rồi hột một đón bạch cho bọn chứ lông cắt chạy chì vật đó chú chọt nâng cầm sát chứ khám mênh cầm bría ban thơ ao lục sĩ a à chông krong chì át tạ bọt đi bốn nây xài chì vật bất rộ bọ sật trầy mà nẹ bê sát á nhóm chọc bà đạm chả xê chì sạch rương nhóm đã chùm nòng chương thà chì vật ấn lây sĩ dùm bê cầm nhóm ta xê ban chàng này ta tăng bì dùm bì dùm cũng là hô mà đọc bài chọc bàn bà sân chìa ọc quá dương miên tôi có phạm sầm nặng để dương miên ai chụp chung bóng phổ ôn nhiệt mực dương bình nâng bởi dây dưới rung khi mì bị chà nặng thay lành đó là bên nâng cứ thọc bẩm phát kịp mìa tập phân đây thằng hai buộc ở đây dân khâm bà dương đầy thà là lột bạc chân á vì ai khơi vinh vì xe nà vì hạ bay tới chìa mà chôn mùi nó không bạc sầm bọt hay ai đó khơi vinh nhắc mùi bà sân là miên nó ạc ca nâng men bật
chấm trái ó cây na nó trái ó ốp mà hay đăng côn một phát chấm búa bò bay giòn để miền là cả đoàn là phép ấy chấm để khi miền sơn không xa về ai chụp chấm miền là phép khinh bao khinh bội với nhau sầm nắng đi sầm nắng đi khăm mình để kê lui tới dụng mán chăn năm để dưng bò bay giòn dân thâm sai ngày sọc môn ấy chả việc mà hai chị có sọt bà sơn chỉ khơi men khi miền bị ai cả để sai tha khi nhom đực na chả nhưng được nam miền bắc đang nhà xong sai từ sai mà nuôi phong mới tới bờ ruộng ngay cái thà rồi anh chăng chụp bao phôi nên thà chăng na à lâu nữa anh hiền cắt đai mình hiền anh thà hiền ở tập ban khơi anh cha bởi dương bởi tiếp theo cái sản mận chăng hiền cha hiền chăng là anh bờ sân khơi hai là anh sập bàn ở nhưng thà nhưng chọc chật sập bàn ở tập khơi bao nhiêu phải gặp bàn đây cha bộ ấy phiệp được lực việc phiệp ấy cao bao dương mình tới chăn năm tới bờ sân chỉ khơi mến na hiền bẹ ly cục bẹ giang ở tập thà khơi nha cũng tha lời ôi dương thua ấy cái dương thua prom lại tha à lỡ ôi thua tao lỡ khơi khơi bằng khơi ôn mà nhưng sọc chặt thua tao à tao tha cái rò khơi hay tiêu phần nào cái dương sọc chặt đây ở khi miền là tập hiệp với sọc chặt tự làm ra cái cơ bản đấy bởi vì ở khơi ấy à chả hiệp chẳng đăng bao dương